chào tất cả các nhà đầu tư. Thì hôm nay mình làm lại cái video update kế hoạch giao dịch tháng 5. Thì sau khi hai video rồi đã có những cái thay đổi đúng như những dự báo của video tuần rồi mình làm, thì hôm nay mình sẽ thay đổi lại một số kế hoạch giao dịch cho hai tuần cuối của tháng 5. Thì như dự báo đúng với kế hoạch là EU vị trí này gặp những vị trí hỗ trợ, thì với một cái cây Doji, và sau đó là xuất hiện thêm một cây cặp, coi như cặp Doji này, thì vừa rồi có tin U thứ sáu vừa rồi ra, tin U ra thì nó đã yếu, thì giúp cho cái hệ thống nó đẩy lên theo đúng như dự báo của mình là nó phải về ở vị trí trên này, cũng như test lại cái vị trí vùng trên bị phá này, thì nó phải test lại vị trí này, sau đó từ vị trí này nó sẽ rớt xuống ở khu vực quanh khu vực đây, và có thể dàn co khu vực đây hoặc là chạm tới vị trí trên cản thế này, sau đó mục tiêu sẽ tiếp tục quay đầu đi lên theo xu theo cái doji và xác nhận tăng của tháng. Thì cái thế này thì khả năng mình sẽ chờ cái nến ngày thứ hai, xong cái nến ngày thứ hai là sẽ có dấu hiệu và dấu hiệu đảo chiều vị trí này, và một cái nến tiếp theo ngày thứ ba xác nhận giảm, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cơ hội, chúng ta sẽ bán, chúng ta bán. Thì lệnh mua kích hoạt vị trí này, chúng ta nên chốt lời ở vị trí này, ngay vị trí này chúng ta sẽ chốt lời ha, chốt lời vị trí này, rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ xem động thái của thị trường ngay vị trí này, nếu có reaction cho điều kiện chúng ta bán thì chúng ta sẽ bán. Thì lần này mục tiêu của nó sẽ về lắp ráp, về lắp ráp vùng này, cẩn thận những vùng này, những vùng này, thì những cái vùng này khả năng có thể là gặp cái vị trí như chỗ này thì có dấu hiệu đảo chiều ngay chỗ này, thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua sớm, còn nếu chưa dấu hiệu đảo chiều thì chúng lệnh bán chúng ta vẫn cứ chờ đợi tới vùng khu vực vùng như này, để sau đó chúng ta mới kích hoạt, có dấu hiệu đảo chiều chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua lên. Thì có nghĩa là EU trong hai tuần cuối của tháng 5 này chúng ta sẽ có hai đầu lệnh bán ở vùng này và lệnh mua ở vùng này. Thì cũng tương tự, được dựa vào cái vị thế của Uji thì chúng ta có thể đoán được, tại Uji cũng có thế, thì đúng ra Uji ngay cái vùng trên này, ngay cái vùng cung Oshino này, cũng như vùng này, đúng ra ngày xưa thì nó phải test ở đây trước rồi nó đi xuống đó, thì nó sẽ đẹp, nhưng mà cũng vì chưa test nên theo quy luật cung cầu thì nó sẽ quay lại test, cũng nghĩa là đoạn này nó sẽ quay lại lần nữa, thì ngay chỗ này nó đã có phản ứng trước, có thể nó phản ứng từ ngay vị trí mà ngay vị trí kháng cự thế này, ngay vị trí kháng cự thế này thì nó đã phản ứng trước với cái thế nến bao trùm giảm và xác nhận giảm, bao trùm giảm và xác nhận giảm ha. Thì cái thế này theo dự báo của mình thì tất nhiên nó sẽ tăng lên, nó quay qua ngày mới ngày thứ hai, nó sẽ test lại đây, test lại đây, sau đó nó sẽ rớt xuống vùng này. Thì cứ nếu mà Uji mà tăng lên thì EU sẽ rớt xuống, ngược lại Uji xuống này rớt xuống thì EU sẽ tăng lên, thì nó sẽ trái chiều nhau ở đoạn đó, tùy theo lực của nào tốt hơn nó sẽ đi. Thì cái thế này, cái thế cặp EU này cũng tạm thời chỉ giảm điều chỉnh thôi, giảm điều chỉnh, thì chúng ta vẫn chờ những cái vị trí này để chúng ta kích hoạt lệnh mua, có thể là sẽ test về vị trí này, chúng sẽ đi lên tiếp, có nghĩa nó sẽ thành hình hoàn tiếp mô hình A B C, điểm C là khoanh khu vực này ha, có đảo chiều chúng ta sẽ bay lên và điểm D trên này, cũng giống như A B C D hoàn thành, ví dụ hoàn thành khu vực này thì bây giờ nó sẽ tạo thành một khu vực mới. Thì cái thế này nếu anh chị nào vừa rồi bán thì đã bán cái vùng này rồi, tập lót trên này, còn nếu không thì chúng ta có thể xem xét lại qua mới chúng ta có thể thực hiện một lệnh bán ở đây ngay vị trí này, chúng ta sẽ bán xuống này, tập lót này cũng đặt tỷ lệ 1:2 đó, anh chị có thể xem xét, nhưng mà cẩn thận ở chỗ này, cẩn thận chỗ này, tại vì những vị trí này cũng khá quan trọng để tiếp tục nó đi theo con sóng nữa, nên chút nhất chúng ta
không nên bán, chúng ta nên chờ lên mua, chờ lên mua khu này sẽ tốt hơn. Còn nếu anh chị nào muốn bán thì bán ngắn, bán ngắn mà khi nó đi đúng thì chúng ta sẽ tỷ lệ 1-1, chúng ta sẽ dời stop loss để bảo vệ. Tại vì ngay chỗ này nó chưa an toàn, tại vì trên này này nó chưa test là vùng cung, chưa test là vùng cung này thì ngay chỗ vị trí này chưa phải là cái điểm mạnh nhất để chúng nó đảo chiều, khả năng nó sẽ nó nhún xuống này một tí, test lại vùng này, test chỗ này vùng này, xong rồi nó sẽ đẩy lên, nó lên tới trên này luôn. Đó, nên cảm thẳng chỗ này ha. Thì với động thái của Uzi, động thái của Uzi thế này, nếu mà Uzi mà đúng mà mục tiêu nó rớt tiếp với dự bao trùm giảm và một cái xác nhận giảm thế này, thì nếu tiếp tục cái cây nến, hai cái nến ngày thứ hai thứ ba nó rớt xuống thế này nữa, rớt xuống tới vị trí này, thì tương tự như thế vàng nó sẽ quay đầu lên, thế vàng sẽ quay đầu lên. Tại vì ngay chỗ vị trí này có vị trí trên cản cũng khá tốt, mặc dù chưa có vùng cầu original, nó cầu nguyên mẫu, nó chưa có hỗ trợ, nhưng mà nếu theo hỗ trợ của theo điểm hỗ trợ của vùng hỗ trợ thì nó sẽ đã có rồi. Đây, ví dụ đây, đây ví dụ những cái vùng này thì nó đã có hỗ trợ, nó có hỗ trợ, nên đó là lý do tại sao nó tới vị trí vùng hỗ trợ chỗ này, gặp cái trên cản, mặc dù chưa có hỗ trợ cung cầu ở vùng này, nhưng mà nó có trên cản và những vùng hỗ trợ quá khứ thì nó đã giúp cho vàng đẩy lên. Thì dựa theo, nếu Uzi chạy theo đúng kịch bản thì chúng ta sẽ có một lệnh kích hoạt lệnh buy ngay vùng này, hai cái vùng đường line màu tím này, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh buy ngay vùng này. Thì chúng ta có thể stop loss ngắn ở vùng này thôi, còn nếu stop loss vùng ngắn thôi vùng này, tại vì chúng thế này thế vàng nó sẽ rớt, còn rớt sâu nữa, nếu mà Uzi đảo chiều lên thì vàng chỉ còn rớt sâu, nên vì thế chúng ta chỉ thực hiện lệnh mua này, mua ngắn thôi. Mà tốt nhất, cho tốt nhất thì chúng ta nên không nên thực hiện lệnh mua, lệnh mua này là ngược xuống, chúng ta cũng sẽ không an toàn. Lúc này trong giai đoạn này thì nó ngược xuống, nhưng mà xuống lớn vàng thì vẫn tăng ha, trong cái thế này là thế đang là ngược ở trên daily thôi, ngược trong cái kênh giá xuống này, cái bộ ngay vị trí cái kênh giá xuống thế này thì nó sẽ chạy như thế này. Đó. Mục tiêu của kênh giá thì nó sẽ chạy như thế. Thì điểm đây, ngay cái vị trí trên đây, chúng ta sẽ chờ lệnh bán, chờ lệnh bán sẽ tốt hơn nhiều ha, vị trí này trên bán. Còn nếu anh chị nào mua mang ngắn thì cũng được, thế này cũng khá đẹp. Thì trong cái tài khoản sen thì mình đã kích hoạt lệnh mua sớm rồi, mình đã thực hiện mua rồi, nhưng mà dự báo thì qua ngày mới, ngày thứ hai nó sẽ test về vị trí này nữa, nó sẽ test về vị trí này nữa, xong rồi nó lên đây rồi nó đi xuống. Đó, anh chị cân nhắc ha, anh chị có thể cân nhắc thực hiện có lệnh mua ngắn và chờ bán. Thì nếu mà điểm rơi chờ bán thì khả năng điểm rơi này nó sẽ quay lại test cho vùng này, test là vùng này, lúc đó thì vùng này mới active. Nên là mục tiêu là có thể là chưa xuống này trước. Còn nếu mà cái hiệu lực của cái 50% cái cây pin ba đẩy thế này thì ngay chỗ này có thể rớt luôn, sống gì tới đây, thống gì đây, sau đó tự đây nó mới quay lên trên này. Nó có rất nhiều cái hướng, thì quan trọng cái hướng nào nó sẽ xảy ra cái production thỏa điều kiện cái đảo chiều thì chúng ta sẽ thực hiện lên đó. Nhưng mà cái thế này hiện tại nó đang có cái spinning top và có như xác nhận tăng chỗ này thì khả năng nó sẽ tăng lên trước rồi giảm sau, cao hơn nhiều so với giảm xuống, vì vậy tại vì hỗ trợ của những cái vùng này rồi có kịch bản. Thì điểm cao nhất của vàng thì nó sẽ test lại vùng này, test lại những vùng kháng cự này, thì những cái vùng này là vùng cản tốt nhất để giữ vàng, và có thể vàng nó sẽ nhún sâu xuống nữa, rồi sau đó chúng ta sẽ thêm động thái, nó sẽ chạy trong kênh giá thế này, nó chạy qua một kênh giá, kênh giá thì này mới tiếp xúc ở trên này, mới tiếp xúc có điểm trên này, vùng trên này thôi, thì nó sẽ có điểm thứ hai, chừng nào nó có điểm thứ ba chúng ta mới lo sợ, giờ thì chưa, chúng ta vẫn còn cơ hội, chúng ta vẫn bán, sau đó chúng ta chờ cơ hội để mua dài hạn sau. Nhưng mà trong tình thế này thì chúng ta sẽ ưu tiên bán trước, chúng ta sẽ mua sau. Tương tự như thế, với bạc thì nó đã chạy trước vàng rồi, bạc thường xuyên nó sẽ lần thường xuyên nó chạy sau vàng, nhưng mà lần này thì cái thế này thì bạc nó chạy một này, nó chạy là trước,
nó chạy trước vàng. Có nghĩa là nếu lần trước trong khi vàng đang nhận coi vùng này thì bạc nó đã đi xa rồi, thì chúng ta có thể dựa vào bạc, chúng ta có thể chiến vàng. Có nghĩa là anh em nhà nó, thằng nào đi trước thì càng đi xa và ngược lại. Chúng ta có thể dựa vào điểm đó để chúng ta quyết định thực hiện lệnh mua bán theo. Thì thế này cũng như tương tự, nó có cùng sự hỗ trợ, vào ngay chỗ trendline nữa, những cái điểm thế này thì hỗ trợ rất tốt và nó giúp cho đảo chiều. Thì khả năng cặp này lên vàng này thì cũng trong cái tài khoản sen test thử nghiệm thì chúng ta cũng đã thực hiện lệnh mua rồi. Thì mục tiêu sẽ em nó gì đây, thì ngay test lại những vị trí thế này. Đó, đây những vị trí này, vị trí này là vùng kháng cự, vùng kháng cự thì có thể khả năng sẽ giúp cho em nó đảo chiều đi tiếp thủng luôn. Tại vì vị trí tiếp xúc này cũng trước này có một cái này hai và vị trí ba tiếp xúc rồi, khả năng sẽ là thủng luôn. Thì nếu thế nó chạy sẽ giống nhau thì mục tiêu chúng ta chỉ là bán stop loss trên này và chúng ta sẽ tắt phích cái vùng này. Và nhưng mục tiêu của mình thì không mong muốn cái vùng này đâu, mình muốn trên này hơn, xa hơn, là vùng này nào là chưa test lại này. Đó, mình mong muốn cái vùng này xa hơn, tại vì để nó test lại cái trend. Đó, nó chưa test lại cái trend này thì mục tiêu của mình sẽ gì đây này. Đó, rồi sau nó đi xuống. Đó, thì khả năng nó sẽ thành một cái kênh giá này. Chúng ta có hai điểm như này này, hai điểm như này, chúng ta sẽ nối hai điểm như này trước. Này, chúng ta sẽ dự đoán kênh giá của hướng đi ở trên, ví dụ kênh giá chỗ này. Này chúng ta sẽ đúp lên cho control giữ, chúng ta kéo lên cho sau ra một ấy, thì chúng ta sẽ dự báo kênh giá. Rồi thì điểm này điểm quan trọng, đó là mục đích của mình. Đường chéo thế này có nghĩa là em nó sẽ chạy kiểu đó. Đó, em chạy thế này thì điểm chỗ này là điểm mạnh nhất để chúng ta thực hiện lệnh bán trong tương lai. Còn điểm này cản thẳng, điểm này có thể là chỉ là nhẹ thôi, thì có thể nó lên trên đài nó test nhẹ, xuống nó có test ở đây xong nó nhảy lên trên này. Đó, có thể là A B C D nằm ở cái khu vực này có A B C D con chẳng hạn, nên cẩn thận cho đó. Còn A C B con còn đây A B C D lớn ở dưới này, điểm C điểm B cũng giống như ngày xưa, A này B này C này D này. Đó, là những mô hình A B C D khá quen thuộc ha. Cũng có những cái công cụ để nhận dạng chuyện đó, xem là những video cũ mình đã có nói rồi, anh chị nào có thể nghiên cứu. Những điểm quan trọng thì mình liệt kê ra đây. Kết quả tuần, anh em nào thích cái chiến thuật thế này, những cái tư duy của mình mô tả thế này, anh em có thể nghiên cứu. Những vị trí này nó thỏa điều kiện cái chiến thuật cùng chiến thuật anh chị, thì anh chị có thể kích hoạt lệnh để thực hiện đó. Rồi tương tự với REO thì ABCD cũng đã xong rồi, khả năng có thể là sẽ khả năng cái đoạn này sẽ rớt ngay chỗ này sẽ rớt. Thì cái dấu hiệu trên này đã có dấu hiệu đảo chiều đây và có ca xác nhận đây, đã có ca xác nhận. Thì mục tiêu test ở đây một tí, qua ngày thứ hai test ở đây một tí, hoặc là nhảy góc test ở đây một tí, thì chúng ta có thể thực kích hoạt lệnh bán ngay. Bán gì đây, mục tiêu chúng ta sẽ về khu vực này. Cũng tương tự như thằng U thôi, Uri và nó chạy kích theo cái mô hình đó thì REO thế này cũng sẽ thủng. Thì tùy nó có cái nến Doji chỗ này, khi nó gặp cái vùng hỗ trợ thế này thì xuất hiện cái nến Doji, nhưng cái nến Doji này chưa có xác nhận nên chưa chắc là sẽ đảo chiều đi lên. Vì thế qua ngày thứ hai, nếu ngày thứ hai mà có tiếp tục cả xác nhận giảm nữa thì lật xuống sẽ rất cao ha. Thì mục tiêu của mình nó sẽ về ở vị trí ở vùng này. Thì những cái vùng này, vùng hỗ trợ thế này là mạnh nhất. Còn nếu cái vùng trên, cái vùng hỗ trợ trên thì nó yếu hơn tí. Đó, yếu hơn tí. Nhưng mà nó có sự hỗ trợ của trendline. Điểm trên thì có sự hỗ trợ của trendline. Điểm trên này nó có hỗ trợ của trendline ngay chỗ này. Đó, thì chúng ta xem xét cái vị trí này, nếu có dấu hiệu đảo chiều thì chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua. Và chúng ta cũng không quên rằng stop loss chúng ta phải còn đề phòng một lệnh như này, để chúng ta né tránh cái sự quát xuống cái vị trí vùng cầu. Vùng cầu này chưa test về này, nó nên cẩn thận anh chị chỗ này, có thể điều chỉnh sai gì chỗ này. Rồi sau đó REO này chúng ta vẫn cứ chờ đợi để chúng ta kích hoạt lệnh mua lên. Bây giờ kích hoạt lệnh mua lên theo xu hướng lớn ở trên, những khung thời gian khác hỗ trợ. Nhưng mà đây ngay chỗ này là cái nến
nến này là giống như là cái nến người treo cổ rồi đó, nến người treo cổ và một cái nến xác nhận của tuần xác nhận, thì khả năng lực bán xuống sẽ rất nhiều hay rất mạnh ha. Chúng ta sẽ bán xuống vị trí chúng ta dừng ở đây, và ngay chỗ này nếu mà nó thủng thì chúng ta sẽ bán dài hạn, còn không thủng thì nó có dấu hiệu đảo chiều chúng ta sẽ chờ mua lên. Theo thế này thì khả năng chúng ta sẽ chờ mua lên theo tháng, tại tháng nó có cây pin ba và cây xác nhận tăng lên rồi thì nó chỉ test gì đây xong nó quay đầu lên, thì mục tiêu của em này sẽ lên gì đây, cao lắm thì nó sẽ lên nhiều cái vùng này, vùng trên này. Đó, trên này chúng ta xem cái vị trí này, nối cái vị trí này lại tấm xa sẽ có cái đường chéo giao nhau chỗ này, chúng ta sẽ chờ bán trong tương lai. Tạm thời chúng ta sẽ bán ngắn và chờ mua dài hạn, sau đó chúng ta sẽ bán dài hạn trong tương lai. Ưu tiên qua đầu tuần chúng ta sẽ kích hoạt lệnh bán ha. Rồi AU như dự báo vừa rồi mình cũng đã dự báo là nó sẽ quay đầu lại tới vị trí này, có mình đảo chiều nó quay đầu lại, thì đúng như dự báo nó quay đầu lại, thì cũng như nó quay đầu lại nên lợi nhuận mình nó bị giảm đi một mớ. Mình bán từ trên này, đúng rồi tới vị trí này là mình sẽ chốt, nhưng mà mình tham hơn mình muốn vị trí này và mình đã dời stop loss bảo vệ, thì cuối cùng là em nó đã đá stop loss của vùng này. Nhưng mà trước khi đá thì mình đã thấy thế cái thế này là sai rồi, thấy cái pha kỳ thế này là mình đã chốt lời rồi, không để cho cái cây trên này nó phá cái lợi nhuận của mình nữa, nên mình chốt lời trước một ngày thì cũng không đến nỗi lắm. Thì ngay vị trí này thế này thì khả năng nếu nó có một mô hình đảo chiều thế này thì khả năng nó sẽ còn đi lên, sau nó đi xuống, nên chúng ta có thể vị trí này có thể nó sẽ ngay vị trí này là một cây pin 3. Tuy là không được đẹp lắm, nhưng và tại những chạm vùng cung tiếp diễn này nó tạo ra cây pin 3 này không đẹp lắm, nhưng mà khả năng có thể từ vị trí này nó sẽ test lại kiểm chứng lại vị trí này một lần nữa, kiểm chứng lần nữa ha. Thì nếu chúng ta muốn kích hoạt lệnh mua thì chúng ta sẽ mua ngắn thôi, stop loss chúng ta sẽ cực kỳ ngắn ở đây, và mục tiêu chúng ta sẽ về trên này, đây mục tiêu chúng ta sẽ về vị trí này, từ vị trí này chúng ta chờ dấu hiệu đảo chiều chúng ta sẽ kích hoạt lệnh bán, và mục tiêu chúng ta sẽ về vị trí này. Còn đi xa hơn nữa nó thủng cái này, thủng cái vùng Oshino thế này thì đi xa hơn nữa chúng ta sẽ tính tiếp, tạm thời chúng ta sẽ kích hoạt về vị trí này. Thì bốn vị trí quan trọng của thằng AU là qua tuần anh em cứ xem xét mà thực hiện lệnh ha. Thì và anh em cứ chú ý cái đường chéo ở chỗ này rất quan trọng ha, anh em cứ vẽ cái trend này ra này, nên nó sẽ tạo ra một cái đường chéo, và vẽ cái này ra nó sẽ nối thành một cái đường chéo chỗ này, thì điểm này cũng cực kỳ quan trọng ha. Rồi với cặp NU này thì dễ, NU này chỉ có một kích hoạt một hướng thôi. Mục tiêu của nó thì sau khi dàn co chỗ này, dù cái thế nến này là cây mô hình sắc nhọn đi, hoặc là cây doji đi, thì khả năng nó cũng chỉ điều chỉnh lên tới vị trí này, cao lắm thì vị trí trên này, hai vị trí này. Sau đó tiếp tục chúng ta sẽ bán dài hạn, bán theo xu hướng lớn, tại vì ngay vị trí này, vị trí kháng cự như này khá tốt, và chúng ta kẻ một cái đường trend line thế này. Kể một cái đường trend line hay một cái quả chung là một cái đường kính giá đi, nó một cái đường kính giá thế này thì em sẽ chạy theo cái này. Đó. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba thì điểm đâu vùng này chúng ta sẽ kích hoạt lệnh bán xuống, có nghĩa thế của quanh khu vực này chúng ta sẽ kích hoạt lệnh bán, kích hoạt lệnh bán theo ngay vị trí cái vùng cung thế này, chúng ta sẽ bán và mục tiêu chúng ta sẽ khá dài ha. Thế này nó sẽ rớt xuống, đầu tiên điểm dừng đầu tiên chúng ta sẽ dừng ở vị trí này, ngay vị trí hỗ trợ này, và điểm dừng sau đó là vị trí này, đi theo và điểm dừng cuối cùng là vị trí này, chúng ta sẽ có thể xem xét từng bước, và em nó có thể khả năng đi theo một cái kênh giá lớn thế này, em nó đi tới đâu thì chúng ta sẽ xem xét thật sự tới đó, cái này chúng ta không có vội vàng. Rồi riêng U cát này thì chúng ta phải để cái chỗ này vùng này cũng ngay vùng đường chéo thế này ha, nó read out kênh giá đó mà chưa test lại đó, nó test lại cũng đang test lại chỗ vị trí này mà chưa phải là chính thức gọi là chạm lắm, nó phải test lại vị trí này mới an toàn,
thì vị trí này mới là có sự hỗ trợ của trendline và hỗ trợ của vùng cầu, nên là chưa test lại, nên chu vị này chưa test lại, nên là khả năng điểm giao nhau dưới đường chéo cho vùng này rất quan trọng ha, chỗ này. Nên đó lý do tại sao mình lại có một cái điểm hai cái đường line chờ ở vị trí này để mình kích hoạt lại mua lên ngay vùng này. Thì với cái thế một cái cây pha kỳ đẩy xuống thế này, và trên này cái thế là một cây spinning top và xác nhận giảm luôn, có nghĩa là hai cái là giảm, và hôm nay là có thêm một cái cuối thứ sáu rồi, thứ sáu rồi là có thêm cái cây doji nữa, cái doji này nữa, nếu mà một cây nến tiếp theo mà xác nhận giảm xuống thì khả năng sẽ giảm chiều vùng này là rất cao ha. Và theo mô hình harmonic thì trên này nó có mô hình đảo chiều, trên này nó có một mô hình đảo chiều để đảo xuống để bán xuống. Thì ngay đoạn này qua đầu tuần chúng ta có thể xem xét một kích hoạt một lệnh ở đây, stop loss chúng ta dừng trên này, kích hoạt lệnh ngay đường line màu tím này, sau đó chúng ta sẽ qua tuần nó nhảy gáp chắc chắn nó nằm ở vị trí này rồi, qua tuần chúng ta sẽ bán luôn, chúng ta sẽ bán xuống tới vị trí này. Nhưng mà cặp này thì bán cũng hơi nguy hiểm, tại vì cặp này xu hướng lớn là vẫn là lên, nhưng chúng ta có thể là đứng ngoài xem nghĩa và chúng ta chờ kích hoạt lệnh mua sẽ an toàn hơn. Còn những anh chị nào muốn thử nghiệm những tài khoản nhỏ hay là thăm dò thì anh chị có thể bán ngay đây, và chúng ta sẽ dừng ở đây, và xuống này chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua lên dài hạn trong tương lai ha. Khả năng em nó có thể nó sẽ hình thành thêm một cái điểm, một cái thế ABCD ở đây, cẩn thận cho đó. Rồi thế US vừa rồi thì mình cũng trong bán ngắn ở vị trí này, tập lót trên này, thì thế là đã đặt tắt fix ở vị trí này rồi, mục tiêu của mình đã thành công cái đoạn này rồi, tắt fix cái đoạn này rồi, đúng như kế hoạch dự báo là tỷ lệ 1:3 rồi, bán ngay sau khi xuất hiện cái thế Harami thế này, bộ nến Harami là chúng ta đã xuất hiện một lệnh bán ngay, tắt lót ở đây và nằm ở vị trí tắt chưa tắt fix luôn là đảo, là hết giờ luôn, thì nó đặt tỷ lệ 1:3 rồi, chúng ta xong cái lệnh này. Thì nhưng mà mục tiêu của cặp này chúng ta vẫn chờ mua chỗ này. Thì sau khi nó kích hoạt, nó phá một cái trendline giảm thế này, và nhiệm vụ của nó là phải test lại, thì test lại chính là cơ hội để chúng ta thực hiện gặp vùng hỗ trợ, chúng ta sẽ chờ mua ở vùng này, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua lên trên này. Ngay chỗ này có thể sẽ khả năng sẽ test lại một lần nữa, nên chúng ta sẽ xem xét là ngay vị trí này có thể nó sẽ test lại vị trí trên này, nó qua ngoài test lên thứ hai, sau nó quay lại xuống như là vùng này, rồi nó sẽ đảo chiều lên trên này. Điểm chỗ này điểm sao chúng ta dừng đối với UF. Rồi với những cặp yên khác thì chạy giống nhau thôi, những cặp yên ví dụ U yên hay là những cặp yên, thì trong cái thế chúng ta những cặp yên này chúng ta sẽ chờ mua hết, phần lớn chúng ta sẽ chờ mua là tốt hơn, chúng ta chờ mua tốt hơn là bán thì chúng ta có thể bán ngắn thôi. Khả năng các em này nó sẽ bộ nến thế này, thì khả năng chúng ta để an toàn nhất chúng ta nên đợi một cái cây pha kỳ nữa, tại vì cái thế nến này là bao trùm giảm nhưng mà lại xác nhận là tăng, nên là nó không an toàn cho chúng ta thực hiện một lệnh bán ngay chỗ này, đoạn này. Mặc dù cái nến này cũng là cái nến, thế nến này cũng khá đẹp ra này, khá đẹp rồi, nhưng mà thêm cái bộ nến này thì lại nữa, lại hai bộ nến nó chồng chéo nhau, thì chúng ta tốt nhất nên đợi một cây xác nhận giảm, một cây pin ba, cây pha kỳ gì đó cho đoạn này, thì chúng ta sẽ bán ngắn xuống vị trí này, sau đó ở vị trí này chúng ta chờ đợi, chúng ta kích hoạt lệnh mua dài hạn lên. Nên khả năng cặp này nó sẽ đi theo lực lên của theo cái tín hiệu đảo chiều của những cái khung thời gian khác, khung thời gian tháng, có cây pha kỳ đẩy lên này, cây rejection đây, sau khi chạm cái vùng này, chạm cái vùng original này, vùng cầu này thì đảo chiều lên, thì mục tiêu của em này nó đi khá xa tới trên này ha. Mục tiêu em gì trên này, tại trên này chúng ta mới chờ coi chúng ta bán dài hạn sao, nên cẩn thận chỗ đó ha. Mặc dù trend lớn là giảm, nhưng mà cái thế này chúng ta có thể thực hiện một lệnh counter trend bay ngược lên, sau đó chúng ta sẽ bán xuống sau. Nhưng mà trên tuần thì ngay chỗ này nó có cái cây nến, nến này có thể nói là nến mô hình nến người treo cổ đây, có thể nến người treo cổ hoặc là mây đang bao phủ, tùy thuộc vào cái xác nhận của tuần sắp tới nó như thế nào. Thì nếu mà nó thỏa điều kiện này thì cơ hội chúng ta sẽ nó giảm xuống đây chờ mua lên. Thì chúng ta nó có cơ hội này để chúng ta nó sẽ rớt xuống, số lượng người bán xuống, mặc dù chỗ này cũng chưa lắp gáp cũng hơi nguy hiểm tí,
nhưng mà mục tiêu của em nó thì có thể nó cao lắm thì nó gì ở 50% cây thế này. Đây đây. Cũng cẩn thận, đôi khi tới ở chỗ này xuất hiện một cây nến sắc nhạn giảm mạnh power thì em có thể nó giảm xuống lắp gáp luôn ở đoạn này cũng có thể ha, nên cũng cứ tùy theo động thái. Chúng ta có lợi nhuận chúng ta sẽ thoát lời trước ở vùng này. Khoan kích hoạt lệnh mua lên mà chúng ta phải đợi động thái rõ ràng, tại vì ngay vị trí này nó chưa có lắp gáp thì việc thủng ở chỗ này thủng xuống luôn là chuyện bình thường ha. Nên là những cặp yên này thì chúng ta phải cán chọn một chút, suy nghĩ cho cẩn thận trước khi giao dịch. Còn với những cặp yên khác cũng tương tự thôi, thế của A yên hay cặp yên gì thế nó cũng giống rệt nhau hết, điểm kích hoạt lệnh mua bán cũng giống rệt nhau. Thì mục tiêu của em nó là tương lai nó sẽ ở vị trí này. Đây mới là vị trí để chúng ta sẽ bán dài hạn. Còn những vị trí chỗ này chúng ta có thể bán theo mô hình, ví dụ nếu người treo cổ sau khi gặp vùng cung thế này và một cây xác nhận này thì có thể nó sẽ cây tiếp theo nó có thể giảm, nó sẽ giảm rất chỉ đại test chỉ 50% cái cây rejection lần trước đây, hoặc là có thể cao lắm nó lắp gáp ở vị trí này. Thì vị trí này chính là cái điểm chúng ta sẽ chờ lệnh kích hoạt lệnh mua lên, bán ngắn xuống đây chúng ta kích hoạt mua lên trên này để nó chạy theo kênh giá, kênh giá cũng như nó chạy theo mô hình ABCD. Bây giờ nên là chị phải cân nhắc chỗ này, chúng ta chưa có thể bán dài hạn được. Ngay vị trí này cũng khá quan trọng để chúng ta xem xét cái lệnh thực hiện lệnh mua ngược lên theo cái khung lớn, giống như theo như cái OG cũng vậy, thế cũng giống rệt nhau. Mặc dù OG thì mua lệnh an toàn hơn, nhưng mà đối với những cặp AI như cặp yên này thì thế cái trên tháng thì không được đẹp bằng, thế đảo chiều trên tháng thì không được đẹp bằng, trên tháng thì không được đẹp bằng do nó chưa test lại vị trí như này, nó không được đẹp bằng thằng so với thằng UI với thằng OI. Nên là cái động thái của cặp này nó có thể chúng ta có thể khả năng có thể thủng, nó có thể thủng sâu. Vì thế nếu nhà kích hoạt lệnh bán ra trên vị trí này thì chúng ta cũng vẫn có thể chốt lời ở vị trí vùng này, nhưng mà vị trí vùng này chúng ta khoan vội, chúng ta kích hoạt lệnh mua lên khoan vội mà chúng ta phải đợi một cái dấu hiệu đảo chiều rõ ràng, sau đó chúng ta mới mua lên. Tại vì đang là trên giảm mà, trên giảm nên chúng ta khi mua lên chúng ta phải cần phải đợi một cái tín hiệu rõ ràng lắm thì chúng ta mới quyết định. Nhưng mà mục đích của mình thì mình cần ở trên này, mình cần trên này mình bán xuống mới đã. Còn hiện tại dưới vùng này, ở vùng này thì mình kích hoạt lệnh bán ngắn thôi, bán ngắn vùng này. Ta đây cũng là tỷ lệ 1:2 rồi, chúng ta sẽ dừng ở đây, chúng ta xem xét sau. Tương tự cặp này cũng vậy, thế nến này cũng khá đẹp khi gặp vùng này. Đó, thì chúng ta có thể bán xuống vùng này thôi, lắp xong gáp thì khả năng cho xem xét cái dấu hiệu đảo chiều, chúng ta có thể thực hiện lệnh mua lên theo vị trí giao nhau giữa kênh giá và cái đường trend cũ đây, vị trí này, để cũng như hình thành ABCD đó, nó giống rệt nhau, chạy giống rệt nhau ha, AI như cặp Y giống rệt nhau, nên anh em phải chọn cái cơ hội điểm để thực hiện thôi. Nếu như Úc rớt, nếu mà Úc rớt thì AU cũng rớt, mà AU lên thì AI cũng sẽ lên. Cân nhắc chỗ này, chỗ này ha, cân nhắc chỗ này, nó có sự tương quan thuận và tương quan nghịch ở đây, nên cẩn thận chỗ đó. Rồi nếu mà Úc liên, Úc yên mà lên thì yên ở Úc sẽ rớt, khả năng sẽ rớt, nhưng mà thế của cặp này muốn rớt cũng hơi khó, thế rớt cũng có cái rejection ngay chỗ vùng này rất là khó, mặc dù nó chưa chính thức nó phá cái trend, chừng nào nó thủng qua cái này chính thức mới phá cái trend này đó, mà chưa phá cái trend tăng thế này, nên là vị trí chỗ này cẩn thận có thể tiếp tục đảo chiều, và em nó có thể nó test lại đây nhẹ và đảo chiều lên trên này. Điểm trên này mới chúng là chúng ta chờ kích hoạt, chúng ta bán chờ dấu hiệu đảo chiều, chúng ta bán xuống sâu xuống này đó, thì đang trong cái vùng này mới là vùng quan trọng, vùng này vùng trọng quan trọng với EA, thì nó chạy EA nó chạy tựa giống như EU thôi, nếu mà EU lên thì EA không lên, mà EU xuống thì EA cũng sẽ xuống theo, vì vậy còn xuống ít chứ nhiều thì tùy thuộc vào AIU thằng nào mạnh hơn. Anh em có thể phân tích chéo thuận chéo để anh em tìm ra cái cặp nào mạnh hơn chúng ta sẽ chiến. Còn Úc cạc thế này, Úc cạc thế này thì điểm này cũng là khá quan trọng ha.
để chúng ta sẽ thực hiện một kích hoạt một lệnh mua lên. Điểm này sẽ tạm thời chúng ta dừng. Thì khi dừng ở đây nó có thể read out này, test lại chúng ta sẽ mua, tìm cơ hội mua dài hạn sau. Thì ngay chỗ này nó có sự hỗ trợ, có những vùng hỗ trợ cũ, nó tạo ra cây injection, cây rejection rất khá đẹp ha. Có thể nói là cây pha kỳ cũng khá đẹp, thế này nên cũng khá đẹp đây, lực đẩy lên. Nhưng mà ngay chỗ này có thể nó sẽ nhún ra, nó test ở đây qua lên ha, chỉ chú ý chỗ đó. Và quan trọng là cái điểm chỗ này nó chưa có sự hỗ trợ này, chưa, tuy là có hỗ trợ của trendline nhưng chưa hỗ trợ của vòng cầu nguyên mẫu, nên là ngay vị trí này cũng khá chưa có an toàn lắm, tại còn cách một khoảng, nên là có thể từ đây có thể rớt xuống từ đây rồi đi lên đây là chuyện bình thường ha, nên anh em cân nhắc chỗ đó. Nếu có lệnh mua, kích hoạt lệnh mua ở đây thì nhớ stop loss phải vượt qua vùng này để có thể trụ được cái đoạn này, 20 trụ đoạn này, chứ nếu không là nó sẽ đá stop loss xong nó quay đầu lên là lúc đó anh chị là hối tiếc. Còn AN này thì tương tự, nếu mà Úc mạnh và NU là rớt, NU rớt xuống thì mà Úc mạnh lên, AI mạnh hay là AU mạnh lên thì Úc N sẽ lên. Úc N lên thì vừa rồi nhờ có tiền Úc tốt nên là nó đã đảo chiều đi lên khá đẹp, khó một tưởng đâu là nó phá ở dưới vị trí này, phá ở vị trí này thì lên đây nó sẽ thủng xuống, nhưng mà nhờ tin tức nó là hỗ trợ thế này, thì nó hỗ trợ thế này thì có thể là nó hình thành tiếp cái mô hình, hoàn thành mô hình vai đầu vai trên khung thời gian lớn, vai đầu vai ngược. Vì thế cặp này có cái thế nến doji thế này, chúng ta có thể, nếu anh chị nào muốn bán ngắn thì anh chị có thể kích hoạt một lệnh 50% cái doji thế này, stop loss trên đài, và chúng ta sẽ bán xuống vùng này, những cái vùng hỗ trợ thế này là chúng ta có thể chốt lời ở đây, chốt lời ở đây tỷ lệ 1,2, 1,3 gì đó. Sau đó từ ngay vị trí này chúng ta chờ dấu hiệu đảo chiều, chúng ta sẽ kích hoạt lệnh mua lên, mua lên ngay vị trí kháng cự trên này là chúng ta hoàn thành cái lệnh chúng ta. Còn nếu khi nó phá cái trendline thế này, khi nó phá nó lên đài đứng luôn trên này, trên này thì chúng ta chờ xuống test lại vùng này, chúng ta sẽ tiếp tục mua lên dài hạn lên. Và cũng tương như dự báo cặp EI bảng Anh EG thì dấu hiệu dần trước mình nó dự bính báo chịu ở đây thì mình cũng đã giờ sẽ bóp bảo vệ rồi, mình đoán không sai. Sau khi em nó lắp gáp xong nó có cái tín hiệu, mặc dù cái cây mình đợi cây xác nhận, nếu cái xác nhận giảm thì nó thủng luôn. Mục đích mình tham mà, mình muốn đặt tỷ lệ 3-4, nhưng mà rất tiếc nó đi mới tỷ lệ 1-2 là nó đứng rồi, thì nó không thủng và cái xác nhận tan, thế là lệnh của mình lệnh bán trừ trên này, bán trên này mình đã phải đành chút lời ở vị trí 80 mấy pip, nó không đạt như kỳ vọng của mình là phải tỷ lệ 1-3, 1-4, nhưng không sao, dự báo của mình vẫn kiên nhẫn đợi cái xác nhận, thì cái xác nhận tan và cuối cùng lệnh nó đẩy lên. Tại vì chúng ta đang bán ngược xu hướng mà, nên cái chuyện mà nó quay lại là theo đúng xu hướng ban đầu thì là chuyện bình thường thôi. Thì nó qua lại thì lúc đó chúng ta sẽ chiến theo cơ hội cùng xu hướng. Ví dụ đây, chúng ta dự báo kinh giá, tôi vẽ kinh giá ra, tôi dự báo kinh giá thôi, có em chạy gì đâu. Thì đây những vị trí này đó, thì điểm giao nhau chỗ này chúng ta xem xét thì em nó sẽ chạy thế này, A B C D, điểm D nằm đây đó. Thì chúng ta sẽ chờ, thì ngay vị trí này trên này thì muốn phá tới vị trí này có thể nó test lại ở vị trí này lần nữa, sẽ test lại đây xong tiếp tục đi lên, nó tạo thành A B C D mới, thì điểm dừng của nó sẽ là trên này trong tương lai để đi theo xu hướng lớn. Tại xu hướng lớn nó đã xu hướng lớn này đang vẫn là xu hướng tăng đây đó. Thì cây tuần này là một cái cây thế pha kỳ cũng khá đẹp, để cơ hội để 50% cái cây doji thế này là chúng ta sẽ đảo chiều đó, đảo chiều thì lệnh này chúng ta có thể chờ một lệnh bay ở vùng này qua ngày nó sẽ test ra đây, top loss chúng ta sẽ đặt như thế này và tắc fit chúng ta sẽ nằm trên này. Nếu cặp này hoàn thành thì tỷ lệ tới 1-4 lần đó, khá đẹp ha. Rồi U Singapore này mình ít giao dịch, nhưng mà anh chị muốn giao dịch thì anh chị để ý những cái lệnh thế này, kích hoạt những vị trí này, một cây một cái thế nến này rất đẹp, thế nến này là cái doji xác nhận giảm, hay là có thể là một cái thế gọi là inside bar mà thế pha kỳ, thêm một cây rejection đẩy xuống pha kỳ thì nó sẽ quay test lại vị trí này,
và xuống rất đẹp. Nếu mà như ai có cơ hội muốn bán cặp này thì này, nhưng mà cặp này ít giao dịch lắm. Thì điểm chúng mình cũng ta càng là càng chỗ này, gặp hỗ trợ chỗ này, thì mục tiêu nó sẽ thế này. Đó, từ chỗ này chúng ta chơi đảo chiều đi lên, và điểm chưa test trong tương lai là điểm này. Chúng ta sẽ chờ mua cặp này dài hạn theo xuống lớn. Rồi qua những cặp CFD, dự báo CFD thì lần trước CFD mình thực hiện lệnh mua lên từ dưới này, nhưng mà rất tiếc đúng như dự báo của mình là cây nến mà mai đang bao phủ, nên thế nến mai đang bao phủ cả xác nhận giảm, thì và cái cây rejection này nó không có tác dụng, cuối cùng nó lại quay lại nó hit stop bảo vệ thế này. Mặc dù cái thế này, nếu cây thế này là cái thế rejection đẹp khi nó gặp cái cản thế này, nhưng mà cái cây nến xác nhận vừa rồi là xác nhận giảm, nên là khả năng tiếp tục nó sẽ quay lại đây nó test nó giảm tiếp, chứ không không được. Nếu mà cây rejection này mà có xác nhận tăng thì tiếp tục tăng theo xu hướng, còn nếu không thì thế này chúng ta sẽ thế bán trước mua sau. Thì mục tiêu chúng ta sẽ chờ nó test lại cái vị trí cái trend chỗ này, giao nhau giữa hai cái này thì chúng ta có một cái đường chéo, giao nhau giữa đường chéo này là cơ hội tốt để chúng ta thực hiện kích hoạt một cái lệnh mua lên dài hạn theo xu hướng dài hạn ha. Chúng ta còn những chị nào muốn bán ngắn thì anh chị có thể kích hoạt lệnh bán tập lọc trên này, và chúng ta bán số này chúng ta chờ mua lên. Tương tự cho những cặp tương tự cho của cặp index của Úc thì đây chỗ này thì cũng giao nhau cái đường chéo chỗ này. Điểm này cũng khá quan trọng, nhưng mà điểm này 1, 2, 3, 4 điểm tiếp xúc thì khả năng dễ bị thủng lắm, nên cẩn thận. Để mà kích hoạt lệnh mua chỗ này đi lên thì chúng ta phải chờ một cái dấu hiệu cực kỳ mạnh xác nhận rõ ràng chúng ta mới thực hiện mua lên, tại điểm tiếp xúc của nó khá nhiều rồi. Nếu nó thủng nữa thì nó sẽ thủng dài đó, nên là cẩn thận ha, không rất xa. Thì chúng ta có thể xem xét với một cái cây Faki từ chối này injection khi test lại cái trend, phá lại cái trend thế này và có cây xác nhận giảm, thì qua ngày chúng ta sẽ đợi test lại đây, chúng ta sẽ bán xuống đây, và bán xuống đây xong chúng ta kéo stop loss bảo vệ đây đi, chúng ta tiếp tục thả, khả năng cặp này sẽ đi xa chẳng hạn, nó đi xa nữa nên là chúng ta có thể không vội chốt lời đây, mà chúng ta có thể kéo stop loss để bảo vệ, sau đó chúng ta thả dài đi coi xem mục tiêu nó gì đây hay không. Theo thế này thì cũng khó về, trên khung lớn này thì cũng khó về đây, nhưng mà liệu chỗ này khi nó quay lại thì liệu mấy cái vị trí vùng cầu tiếp diễn này có thể không giữ được mà nó sẽ thủng về tới những cái trend hỗ trợ của trend line. Thì ngay chỗ vị trí này rất quan trọng ha, ngay vị trí đường chéo đó, nên là mục tiêu của cặp này nếu thủng là cặp này xa lắm ha, xa lắm đấy đó, nên chúng ta ngay chỗ vị trí này có thể thủng, vị trí này có thể thủng, tại vì nó đã test một lần rồi, cái vị trí này nó test một lần chỗ này rồi, thì nếu mà thủng nó có cây thế nến bao trùm giảm hay là gọi nến outside bar thế này và cây xác nhận giảm luôn, thì cây nến tiếp theo có thể giảm sâu, giảm chỗ đây xong test lại đây rồi giảm sâu chỗ này, nên cẩn thận chỗ này ha. Mặc dù đang xu hướng lớn nhưng mà thế này thì thế đây, thế này thì thế giảm xuống đây xa lắm. Qua liệu chỗ này nó có giữ được hay không, nếu không giữ được thì sống thủng như đây, điểm này mới là điểm quan trọng, quan trọng ha. Rồi lần trước mình đã chờ lệnh mua ở chỗ này, kích hoạt lệnh mua chỗ này, nhưng rất tiếc đã hụt mất một ít rồi, thì thế cặp này nó không có đẹp, không có cái rõ cơ hội để chúng ta thực hiện lệnh, nên là chúng ta sẽ không đi sâu về nó, mục tiêu nó sẽ về đây, test về đây tiếp để nó đi lên, có thể nhúng về đây, này nó có thế nến thế này, nhưng mà không có an toàn lắm, không an toàn lắm khi dưới này vẫn còn gáp, mà cặp này thì lại tài khoản phải 10.000 trở lên chúng ta mới giao dịch được, tại vì mỗi lần một lệnh stop loss của nó phải vài trăm đô, nên không an toàn để chúng ta giao dịch. Rồi chung chung đây là những cái tổng hợp tất cả những cơ hội cho hai tuần cuối của tháng 5, coi như cũng khá nhiều cái cơ hội để chúng ta kích hoạt lệnh
thì anh chị anh các bạn các nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn những cặp nào phù hợp với cái tài khoản của mình, cũng như lựa chọn những cái quản trị vốn cho nó phù hợp để chúng ta giao dịch cho nó khỏi bị thiệt hại. Dù chúng ta cũng chỉ dự đoán thôi, có thể có nhiều tình huống xảy ra xấu hơn, thì vì thế không phải lúc nào cũng chính xác hết, nên anh chị phải luôn luôn quản trị vốn phải chuẩn, không chuẩn thì anh chị sẽ khó thành công ở nghề này. Cuối tuần cũng không có gì hơn, thì chúc anh chị qua tuần mới gặt hái được nhiều thành công. Hẹn các anh chị ở video lần sau. Chào tạm biệt tất cả các anh chị.